Việt Nam hiện nay có trên 39 triệu xe máy và ô tô trên cả nước gây ra nạn kẹt xe, ô nhiễm môi trường trầm trọng. Vậy giải pháp là gì? Tái khám phá xe đạp, chiến dịch mới giúp bạn tìm lại những giá trị, lợi ích cũng như niềm tin, thói quen sử dụng để từ đó thấy được tầm quan trọng của chiếc xe đạp. Tái khám phá bản thân giúp bạn tìm lại những gì thực sự cần thiết cho bản thân. Hãy đi xe đạp để thấy được giá trị của nó không chỉ tốt cho môi trường mà còn cho cá nhân mỗi người như sức khỏe, tiết kiệm tiền bạc và thời gian. Tái khám phá cuộc sống, hãy nhìn lại cuộc sống của chúng ta. Bạn sẽ mãi chấp nhận một cuộc sống trong tương lai với khói bụi và ô nhiễm. Hãy đi xe đạp để làm cho đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Tái khám phá truyền thống, có bao giờ bạn thử đi xe đạp để khám phá, du lịch những danh lam thắng cảnh của Việt Nam chưa? Nhất là khi đi xe đạp cùng bạn bè, nó sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm vô cùng thú vị mà bạn sẽ không bao giờ quên được. Tái khám phá khoảnh khắc, hãy thoát ra khỏi thói quen hàng ngày của bạn và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời bên gia đình. Chiếc xe đạp sẽ mang đến cho bạn sự tự do, gắn kết yêu thương sẽ chia khoảnh khắc. Hãy bắt đầu cuộc hành trình với chiếc xe đạp của bạn. Tái khám phá xe đạp, cuộc hành trình xanh.